5 thuốc giải chết, 5 thuốc giải chết, 5 thuốc, 5 thuốc, 5 thuốc luôn, 5 thuốc, 5 thuốc. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Trường Quân TQ97 đây. Thì sáng sớm gà nó chưa kịp gáy thì thằng Osusu 2 nó đã gáy với mình, là nó khoe với mình là nó có thể giả chết. What the fuck? Chơi game mà cũng có thể giả chết hả? Thì mình thấy cũng lạ lạ, nhưng mà mình cũng thôi thì thấy em nó mới sáng sớm mà đã nhắn tin cho mình rồi thì cũng lên mình coi thử. Nhưng mà nó thực sự nó có thể giả chết được anh em ạ. Chính vì cái lý do đấy mà hôm nay đây, mày đã chết cho anh em xem đi. Nào, đấy, đã chết đi. Đấy, anh em thấy không? Đấy, đấy, nằm im tim tiếp luôn. Đấy, nằm như thằng chết rồi. Đấy, anh em thấy không? Thấy không? Thấy đã chết không? Rồi, mày cứ động người anh em. Nào, gần gần lắc lắc thử nào. Không, nằm 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 á, nằm á, nằm 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 đã chết nào, rồi lắc lắc thử. Đấy, thì chứng minh thằng này nó có thể giả chết, cho nên mình sẽ hai anh em tụi mình sẽ đi tròn đấy, là giả chết thử lòng zombie để coi thử phản ứng của những con zombie ở trong phòng khi mà nó gặp cái thằng này giả chết thì sẽ như thế nào. Nhưng mà tí nữa mày giả chết thì mày nằm im một cục đấy nha em, chứ mày giả chết mà mày cứ ngồi mày lắc gật thế này thì đâu còn gọi là giả chết nữa. Giả chết là người ta phải im đấy, hiểu không? Ok, bây giờ anh em tụi mình sẽ đi giả chết thử lòng zombie, let's go. Ok, như vậy là anh em bọn mình đã tìm được phòng mới rồi. Và bây giờ mình sẽ cho thằng Osusu 2 nó lên trên bàn thờ để nó nằm, nó giả chết ở trên bàn thờ cho nó hợp phong thủy, để xem thử ra các phản ứng của các thanh niên trong phòng này, coi thử là nó sẽ phản ứng như thế nào khi mà nhìn thấy thằng Osusu nó giả chết. Đấy, anh em có thể thấy nằm im bất động luôn nha, nằm im bất động luôn, để anh coi thử phản ứng của bọn nó sẽ như thế nào. Rồi, như là dòm luôn chứ. Làm dòm giả chết em, làm dòm giả chết ấy, giả chết là như thế. Thằng kia không biết luôn. Nằm im, đang bảo mày nằm im giả chết rồi. Mày cứ chạy làm gì, cái thằng bà Z này nó có biết đâu. Nằm đi em, nằm xuống, đúng rồi. Nằm xuống, đúng rồi, nằm im một cục ở đấy đi. Nằm im một cục ở đấy luôn, coi thử thằng nào biết phải không. Rồi. Anh bảo mày nằm im, mày cứ nằm im mày giả chết đi, rồi nằm im giả chết đi em, bây giờ cứ... Đúng rồi, nằm im giả chết, nằm im giả chết. Đâu, mày đâu rồi, đúng rồi, nằm im, thằng kia không biết, thằng kia nhảy lên luôn. Có mấy thằng nó không biết mày, nó cứ tưởng mày chết thật mà mày cứ di chuyển làm gì cho nó phát hiện ra không biết. Đấy, đúng rồi, nằm xuống, nằm ngay đấy, nằm im vào đấy luôn. Anh em có thấy cái thằng niên ba Z không? Đấy, nó cầm ba Z nó đi ra, nó nhìn thằng Osusu, nó cứ tưởng là cái xác zombie, xong nó lại quay nó đi vào. Thằng niên bị lừa. Nó tưởng chết rồi, nó quay vào chứ. Mày cứ nằm im mà giả chết đi em. Đấy, đúng rồi, nó nằm im mà nằm im qua từ phản ứng vào nó như thế nào. Cười đau bụng mấy cha này thật. Cứ tưởng chết thật không à? Tụi nó tưởng mày chết thật không em? Đấy, anh em thấy không? Đi qua nhau cứ như kiểu là người vô hình Minh Hằng vậy đấy. Anh em có thể thấy được cái trình độ giả chết của Osusu. Tí nữa mày biến hero em, tí mày có làm hero, mày biến hero, mày nằm xuống một cục chăn coi thử nào. Ok, chúng ta tiếp tục với chương trình giả chết thôi nào. Cười đau bụng. Đấy, lên bàn thờ giả chết đi em. Lên dưới bàn thờ giả chết xem. Ông mày đâu? Osusu. Ông mày đâu em? Ông mày đâu chạy đâu rồi em? Osusu. Nằm xuống giả chết, nằm xuống giả chết, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống luôn, nằm xuống, nằm xuống. Anh em thấy gì
chưa? Anh em đã nhìn thấy cái gì chưa? Thằng Ozusu nó giả chết ngay trước mặt con hủy diệt mà con hủy diệt không nhận ra. Cái này người ta gọi là khi bạn thức giả chết nhưng bố mẹ bạn cứ bắt bạn chơi game. Cười đau cái bụng với thằng này. Ok, nếu anh em thích thì mình sẽ làm tiếp tập 2 cái sơ đi giả chết cho zombie nhá. Đấy anh em thấy không? Chả còn do nào thấy hết. Bị phát hiện rồi em ơi. Thằng kia nó nhìn kìa. Cái thằng ăn xá nó cứ nhìn mày kìa. Nhìn này. Nhìn chùa này. À mình thề luôn, mình cười đau cả bụng luôn anh em ạ. Đấy mày cứ làm im một cục mày giả chết và thử nào, qua thử bọn nó làm hero, bọn nó làm gì nào. Nằm im nhá, mày nằm im luôn, đừng có di chuyển, mày đừng có động đậy nhá, mày động đậy là tụi nó phát hiện ra liền á. Thằng kia nó nhìn rồi, nó cứ tưởng mày chết rồi. Ok, anh em bọn mình đã tìm được phòng mới rồi, thì ván đầu tiên mình sẽ thử cho thằng Ozusu nó biến thành hero xong nó nằm ra nó giả chết. Xem thử là tụi trong phòng này tụi nó sẽ phản ứng như thế nào. Ấy ngồi trốn trong đấy đi nhá, trốn im ở trong đấy luôn nhá. Để tí nó làm hero sau rồi cho bọn nó sau, để bây giờ ăn chạy đi cho zom nó cào ăn, rồi ăn cào thật nhiều zom để cho mày được làm hero. Mấy cái đứa thủ dâm đây thì giết bớt đi. Đúng rồi, tôi cào mạnh mẽ lên bạn tôi. Đây cào em nữa này, đây chị Táo ơi, ấy cào mình đi bạn ơi. Đây bạn ơi, bạn lúc cần cào thì không cào, lúc không cần cào thì cứ đuổi cào thật lực á. Mày bắt được một thủ được con bọn này. Đây mình sẽ biến y tá, mình sẽ lên mình giết chết cái bọn này. Mày chết đi. Chuẩn bị làm hero nhá em, mày sắp được làm hero rồi đấy. Rồi ok, ngồi xuống em, ngồi xuống, nó thấy cái đầu của mày bây giờ. Rồi hero, chạy ra giữa đi, chạy ra giữa nhanh lên, chạy ra giữa. Rồi nằm xuống giả chết. Cười đau bụng luôn. Tụi nó đi, tụi nó cứ đứng, tụi nó nhìn cứ như kiểu là mấy con nai vàng ngơ ngác á. Vấn đề là tao ăn tiếp tục cho mày làm. Tự nhiên đang đi cái nằm xuống. Mày buồn cười không cu? Mày thấy buồn cười không? Anh thấy buồn cười quá. Nhanh lên. Lên rồi ngồi im ở đấy nhá. Nhanh lên. Tôi không cần đâu, phải xuống đây đi em, xuống đây luôn. Rồi ra đây, ra giữa sân nằm giả chết cho anh. Dao không có rồi. Ra giữa sân. Rồi ra giữa sân chưa? Lên nóc nhà giả chết đi em. Thì cái giả chết này của nó thì mình cũng chả biết là nó mon hay là nó hát hay là cái mẹo của nó tìm ra được, mà mình hỏi nó thì nó cứ bảo là mẹo của nó. Mình hỏi, mình kêu nó chỉ thì nó kêu nó ứ chỉ. Bác ở chỗ đấy lúc mà nằm giả chết em. Rồi thế mày có chỉ ăn không? Anh làm clip xong mày có chỉ ăn không? Không à bác cả trưởng. Mày giữ mày xài một mình mày luôn đi. Có chiều giả chết mà không chịu chỉ cho anh em. Rồi giả chết đi, cứ làm im giả chết nhá. Để anh đứng ở đây mất công dòm nó lên, nó lại thấy mày đó. Anh lên cho nên đứng, anh nhìn. Ở cả thằng con tơ nó, những con tơ nó thấy mày rồi thì phải. Cho mày chết khói luôn đi. Mình sẽ lên mình xem thằng niên giả chết này. Rồi vậy y tá không phát hiện ra. Rồi y tá phát hiện ra rồi. Thế đất rồi, y tá nó vẫn biết là mày giả chết vậy gì. Vậy là mày giả không sâu rồi. Mày có nín thở không? À, em, mày phải nín thở đấy nhá. Mày có nín thở không? Mày có nín thở không đấy em? Rồi clip của mình tới đây nhá. Tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.